Anh Hòa là có xài cái si cho cái cây bưởi này luôn không anh Hòa? Cây bưởi này với cây bưởi sao á? Dạ rồi, ok. Cái này, cái này nhá, cái này thì Tuấn chưa có kiểm chứng, đang nhờ anh Hòa. Em nhờ anh Hòa, tại vì hôm rồi em hội chợ thì dân ở trên Gia Lai á có nói với em là lấy cái thảo mộc á bỏ vô cái chai. Mình treo lên cái đó. Chai không độ chai C2 rồi đó thì đậy cái nắp lại xong rồi khát khoét một cái lỗ như cái cửa sổ vậy. Rồi đổ cái thảo mộc vô. Treo thì nó là giải quyết cái ruồi vàng là cực kỳ hay. Nó có cái mùi của nó. Em không biết nó đại loại vậy nhưng mà đó anh thấy là bây giờ chúng ta là không có ruồi vàng là bởi vì công thức lúc nào cũng có cái thảo mộc vô là như vậy. Thì anh ta thử. Bị rụng nhưng mà nó không đáng kể. Không đáng kể đúng không anh? Đẹp quá. Đẹp quá. Rồi anh thử giùm em ha. Rồi báo lại cái kết quả giùm em. Nhưng mà bây giờ nó cái vườn nó hết ruồi vàng rồi. Cái vườn nào mà mới xài si á chứ bây giờ nó hết ruồi vàng rồi. 3 tháng là nó hết rồi đó. Nên là thôi cái này không ấy được. Thì thử coi nếu mà được như vậy thì rất là tốt. Em không nhận bưởi bây giờ trái đẹp lắm. Có cái phấn đúng không anh? Anh này nó có cái lớp phấn cái này. Đó. Đây là nó. Đây là vẫn còn bị được đó. Thấy không? Nhưng mà kệ nó. Anh vẫn cứ để nó có phải có tỷ lệ. Nó có tỷ lệ. Mai mốt là nó sẽ quay về cái tự nhiên của nó. Dạ vâng, nếu mà bọc được là tốt. Mình nhớ hồi xưa ông bà mình làm cũng đâu có xịt cái gì đâu. Đúng rồi. Mà sao bây giờ phải dữ vậy? Mình tạo cái môi trường cho nó tới nhiều quá. Tức là lúc đầu đó nói về cỏ là chị cũng chị. Hồi đó chỉ cầm cái nạo sạc sạc không à. Còn bây giờ lấy thuốc mà xịt không rồi thôi chứ. Chết rồi. Tức là nhiều nông dân nha. Nhiều nông dân anh Hòa, nhiều nông dân là trồng ở đây nghe Tâm nó nói là có nhiều cặp vợ chồng gây nhau về cái cỏ này. Thì Tuấn nói luôn nè, Tuấn nói lại thôi. Anh biết không, cái cỏ này nè, tại sao Tuấn hay nói là để cao như thế này mình phát thì đất nó sẽ tốt hơn là để thấp mà mình phát. Là vì cỏ càng cao thì hàm lượng đường càng nhiều. Mà hàm lượng đường càng nhiều đó thì mối nó ăn nó càng nhanh mập và nó sinh sôi nảy nở. Mà cứ một năm là nó chết 50% nó trả lại cho đất. Nên cỏ càng già thì hàm lượng đường càng cao. Và anh thấy một điều nha, cái cỏ này nè, con lai bớt nè, con này con có lợi nè nha, con này con cánh cao này nha, mình xài xin nó có con này ha. Con này là chuyên ăn con rầy li ti nha. Đúng rồi, chuyên ăn con rầy li ti. Tại vì sao hồi nãy Đức cũng có nói rồi, vậy nói ngang thôi, tại sao mà qua mùa đông thì không còn có gất lợn mà ra cỏ này? Vì cỏ này mùa này nó sẽ có con rầy nhớt và con rầy nhớt nó sẽ tập trung vào cái cỏ này. Nhưng mà qua mùa mưa thì cỏ cất lợn lại phát triển. Nên mới có cái con này nó đang ăn con rầy li ti. Con này là chuyên con lai bớt rồi có cánh cam. Chuyên ăn con rầy li ti. Mà mắt thường không thấy được. Rồi. Nó là như vậy, làm lúa rất là nhiều. Rồi. Đó. Nó tuần tra là nó ăn con rầy nè. Anh thấy rầy nè. Trên cái bông nè, thấy chưa? Đó, tức là rầy nó vào đây. Nó không vào cái cây của mình nữa. Nên là đổi cỏ theo mùa là như vậy. Đó. Nên phải để cỏ. Bên cái đám bên này. Đó. Cỏ nó cao, cỏ này chúng ta thấy cỏ mục khoảng 10 mấy 20 ngày. Dạ. Còn anh biết không, anh phun thuốc diệt cỏ đó thì nó rất là khỏe. Nhưng mà cái thuốc diệt cỏ thì không có con nào ăn hết. Con muối nó phải chuyển cái cỏ khô này nè thành dinh dưỡng cho đất. Cái bộ cỏ khô thì nó không tốt, nhưng con muối nó ăn xong nó thành những cái mụn thì rất là tốt. Nhưng anh phun thuốc diệt cỏ là không có con nào dám rớ. Diệt cỏ khi mình diệt cỏ không á, cái là côn trùng nó ăn không được. Dạ. Nhưng mà có một cái là mình ăn được. Tại vì mình xịt vô nó bay miệng rồi. Mà cái đó là ăn là đó là chết luôn. Nha, nên là tại vì hồi nãy nghe trên xe Tâm nói là có nhiều cặp vợ chồng gây nhau về cái vụ này. Nên em phải làm cái video này. Tức là cũng Tuấn cũng nói lại rằng là chúng ta dùng một chai thuốc diệt cỏ và một người có thể phun một ngày 1 hecta. Nhưng cái chúng ta dùng máy phát thì chúng ta phát một ngày 10 tấn cỏ là chúng ta có 10 tấn phân. Bản thân cỏ nó không tốt, nhưng mà vi sinh vật và côn trùng nó chuyển hóa rất là tốt. Đó. Mình phải để cỏ tự đúng nhiên. Rồi. Đến chiều để bạn nhà nông còn có chỗ đó. Đúng cái này nữa. Đặc biệt trên Tây Nguyên mà đất nghiêng anh mà phải để cỏ, trong thời bón hữu cơ nó trôi hết, một cây mưa là nó trôi hết. Là như vậy. Đấy, nó. Thì bây giờ như cái vườn của anh. Tối ngày xịt cỏ không? Khi mưa xuống nước chảy ra đò ao. Dạ. Nước của mình trong veo. Đúng rồi. Và anh biết không, khi mà nước hạt nước mưa nó cứ dợn vậy nè. Thì có cỏ nó sẽ làm trong cái đất không bị chai. Đất nó không bị chai, nó là lớp đệm mà. Nó là như vậy. Và có nhiều cái. Dạ. Rồi em nói luôn nè, trong mùa nắng, thí dụ nha, nếu anh làm cỏ sạch hết thì mặt trời mà chiếu xuống một cái thì đất nó nóng ngay.
Còn nếu mà anh có cái cỏ này thì cái cỏ này nó giống như máy điều hòa nhiệt độ mà, nó mới bốc, nó bốc hơi nước lên từ từ, tại vì khi nắng xuống thì bụi nó bốc hơi nước và đất nó sẽ, đất của mình nó sẽ nóng từ từ, dẫn đến rễ nó không bị sốc, dẫn đến là giai đoạn mà ra trái non này nó không bị sốc sinh lý. Còn các cái vườn mà không có cỏ, mưa trái vụ, tưới nặng tay đều bị sốc sinh lý, là vì đất nó nóng, mặt trời nóng, đất nó nóng thì bị sốc sinh lý. Mà sốc lý đâu có nói mình nghe đâu anh, nó thể hiện bằng gì ạ? Bằng bệnh, bằng rụng trái. Nên phải để cỏ là như vậy. Nên là có nhiều cặp vợ chồng hồi, cách đây mấy năm em đi triển lãm đó, cái bà đó nói là vì cái si đó mà bà bị ăn mấy cục gạch. Tức là ông chồng thì biểu để cỏ, bà thì cuối ngày đi giống như anh nói vậy đó, đi cứ còn ông chồng quất cho mấy cục gạch. Rồi ok, nói về cái cỏ nha. Cái bưởi của anh có phấn ha. Có phấn đó, đúng rồi, anh xài si, khi nào có phấn và cái rắn nó bự ra nữa. Nè, nó có phấn hết nè, tất cả các trái đều có phấn hết nè. Đây là cái sự nhận biết á. Còn cái anh xài trên trái sầu riêng á, nó chín cỡ nào vậy anh khui ra, nó có quá chín rồi, anh nó vẫn có một lớp áo trên trái sầu riêng á, trên cái cơm sầu riêng á, nó có một cái lớp. Đó là sự nhận biết. Không, mình cũng xác định mùa này sầu riêng mình trời khui ra ăn là ghiền luôn. Có những người làm mấy chục năm mới nói trời ơi bây giờ tôi mới ăn được một cái gì gọi là phân mà hóa chất mình không có không có NPK luôn, không có luôn. Cũng có nên một xíu lại càng toàn, ngon toàn bộ là rồi ok phân, hữu cơ không à, với đợt coi sau này là xài cái phân bỉ á. Dạ rồi ok anh, vậy là sầu riêng ngon lắm á.